các bạn. Đây. Hôm nay Mary muốn ăn thử cái này, hôm bữa các bạn nói ngon mà chồng Mary thì kêu là không ngon nên đó giờ Mary chưa có ăn lần nào. Đây. Ớt đây. Còn cái này là cũng hào phải không các bạn? Mới sợ đổ nước, mới hấp chút xíu. Tất nhiên là hấp không có đủ chín đâu. Mà hấp vừa vừa thôi tại mới không ăn sống được, các bạn biết rồi đó. Cái này chanh nè. Mình sẽ bóp vô đây. Cái chua rồi đó các bạn. Thấy ở đây xíu nha. Trời ơi, bữa nay các bạn ơi, bữa nay mới gặp chị Phương. Chị Phương cũng là từ coi YouTube đó, coi mới đó mà ở đây. Bữa nay gặp xong rồi đi mua đồ. Chị trả luôn, mua mấy xà bông rồi mua đồ cho mắm nữa. Rửa tay em lấy cái nĩa. Cái này quậy đều nè. Thân thánh của các bạn nè. Thiệt, nhìn ớt là thấy hấp dẫn luôn. Thử miếng không? Cay quá. Kiếm chỗ nào để. Cái này để bên đây đi. Thử miếng á. Ngon mà ngọt. Nhưng mà nó mềm. Nó không giống như con nghêu. Nghêu mà mình hay ăn nó dai. Ngọt, còn cái này nó ngọt nhưng mà nó ngọt mềm. Ngon các bạn. Thấy mày ăn cái gì cũng ngon phải không? Khổ. Đó là cái khổ của mày đó. Ăn cái gì cũng ngon nên mới mập như vậy nè. Xích vô xíu. Đây, mình sẽ đẩy vô gần nè. Mình không làm không quá mặn các bạn. Cái này nè. Nó chấm thôi nè. Nếu như mặn á, để nhiều vậy là nó mặn. Ngon quá. Hồi nãy gặp chị xong đó là em đi chợ đó mua cái này nè. Chứ em biết em mà đi chợ với chị nữa, kiểu nào chị cũng trả tiền cho em nữa. Nên thôi em để chị về trước rồi em đi. Em đi mua mấy xà bông tắm trong mắm, chị cũng trả tiền hết luôn. Cho mấy đồ, cho bác phát cái túi á. Đã quá các bạn ơi. Nó ngon mỗi khác mà. Nó ngọt, nó mềm.
Ngày mới hấp mê cũng phải trà tiếp nhé. Trà sạch sẽ. Người khác ăn mấy cái này nè, nhậu cần bia này nữa, mình không cần bia đâu, nhưng mà mình lại cần ớt, thiếu ớt là mình không ăn được. Thêm bên này nữa đi, nó không bên này không ra bên này. Mà hồi nãy quên chụp hình chị nhỉ. Gặp nhau mà quên chụp hình. Oopsie. Chăng hết rồi. Bữa nay là lần đầu tiên mình gặp chị đó luôn á. Chị Phương. Mình sợ văng. Ngày 2 đồng một con nữa mà. Con bự vậy nè, nhưng mà thịt chút xíu thôi. 2 đồng một con, 2 đồng một con. Nhưng mà hư hết một con rồi. Chắc là chết rồi các bạn. Nghe mùi mưa dục rồi. Đã quá. Vì lại bữa nay nhà mình hết ớt ha. Bữa chồng mình có mua nhưng mà mình không biết để đâu, mình kiếm không thấy. Này này nhiều nước luôn nè. Ôi trời ơi, đổ rồi. Bữa nay mình đi chợ, mình đi mua ớt, mua một dĩa ớt. Mình không thích mua nhiều, nhiều khi nó sale đó, lâu lâu đó. Nhưng mà mua nhiều sợ nó hư, mình lại không thích ăn để đông đá đó mà. Bánh hả? Bánh hôm qua nè. Cái này là hot boy của các bạn mua đó. Mua 2 cái đó. Hai cho bạn. Hai, qua đây. Qua đây. Mày kêu ghê chưa? Okay. Mua 2 cái bạn. Đây, sit đây, sit đây, sit đây. Ok, đây. Lên đây. Hai bạn. Em cho bố mày. Dạ cô, dạ chú coi. Nhưng mà nếu như chọn các bạn, nếu như chọn nghêu ngon không? Nghêu thịt nó ngọt hơn, dai hơn. Nghêu thịt nó dai giòn giòn. Còn cái này thì nó không 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 có ngọt đâu, mà không có dai, không mềm. Table. How about this table? I want this table. I want this table a second. It's going to be pink. Happy birthday. Đừng có làm ồn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy.
birthday con mà. Happy birthday to Thanh à. Happy birthday to Thanh à. Ôi trời ơi, nóng lên à. Con chảy nước mắt hả? Happy birthday not to Thanh à. Happy birthday to Thanh à. Kiến này mới quen rồi các bạn. Mới đeo cái này nè. Có nhiều người kêu sao lúc nào cũng đeo. Mới quen nè. Đi ra ngoài cái là đeo. Đeo kiến, nhưng mà khi mà vô nhà hoặc là vô lớp hoặc là nói chung là đi đâu vô nhà, vô trong nhà thì mưa hay kéo lên đây nè. Làm cái giữ tóc luôn. Thứ hai là tại nó dễ. Kéo lên xong một hồi ra kéo xuống, kéo lên kéo xuống thôi, chứ không cần phải cất ra cất vô mệt lắm. Cái là bên này đó gần như là quen rồi, quen đeo rồi, gần như là người nào cũng đeo á, nhất là mùa hè. Bây giờ thì trời cũng còn nóng, còn sáng. À, cay rồi các bạn ơi. Thế này đừng có làm ồn được không? Cay cái môi này nè các bạn. Hai các bạn. Dạ cô, dạ chú. Nobody in here are you? Ớt không nè. Nhưng mà không có ớt ăn không ngon các bạn ơi. Cái này là rẻ thôi, đúng không? Tại bình thường mới ăn nghêu là cũng là mười mấy hai chục đồng, khi 22 đồng. Nghêu mà mới hay mua đó, mới ăn đó, cũng khoảng cỡ đó. Cái này là tính ra là 12 đồng thôi. Mua 6 cái 12 đồng thôi. Halloween, Halloween, I want Halloween, Halloween, we have. No, we won't try. Cài quá, lấy miếng bánh thiên à ăn nhá, bánh bớt đầy nó. Ngon hơn mê tưởng. Thật sự á, là cái gì mê ăn cũng ngon hết mà, đúng không? Mê còn muốn thử nhiều nữa. Cái hot boy của các bạn đó cũng đủ mê đi ăn đồ của người Turkish, người của nó đó. Mê cũng tại nó cũng muốn quay video với mê về, nhưng mà có cái là đồ ăn mê ăn nó ăn không được. Nên mê cũng đang coi nếu như có bạn nào đi á, có bạn nào khác nữa thì đi ba người hay là gì cũng được, chứ đi hai người thì cũng hơi bị kỳ, đúng không? Hết sạch sẽ rồi các bạn ơi. Ăn kem nhá, ăn kem của Thiên à nhá, kem của Thiên à, miếng đi rồi bye các bạn nhá, đừng có đi đó. Bình thường á, mình hay đặt là bánh kem, là bánh kem mà kem lạnh á, ice cream á. Nhưng mà lần này thì mình đặt cái bánh này thôi. Nè. Này là bánh ngọt thôi. Bánh này thì dễ làm hơn. Nhưng mà tiệm này là tiệm của người Việt nên họ không có làm bánh kem đâu. Với lại thứ hai là mình muốn đặt bánh này thôi, mình không muốn đặt bánh kem nữa, tại gần như là sinh nhật nào cũng ăn bánh kem. Nhưng mà bánh kem chỗ tụi Tây làm đó rẻ hơn các bạn. Chỗ này mắc lắm. Cái bánh nhỏ xíu vậy nè 40 mấy đồng đó. Còn chỗ tuổi Tây đó, nếu như đặt thì mình không biết bao nhiêu, nhưng mà nếu mà mua đó chỉ có 20 mấy đồng thôi. Bánh kem đó, bánh kem bự vậy nè. Nhưng mà họ cũng có để hình, nhưng mà không phải cái hình mình muốn thôi.
Còn mình muốn thì mình đặt có thể là mắc hơn xíu, nhưng mà Mary nghĩ chắc không mắc cỡ này đâu, mắc bằng cái này đâu. Hoặc là nếu như mắc cỡ này là chắc nó bự hoặc là nó đẹp lắm. Còn cái này là tính ra là bánh bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết các bạn. Chỉ có khác là cái hình của Elsa ở đây thôi. Còn thấy mặt nè, không biết có thấy không? Rồi, mặt của Elsa nè. Này bằng đường. Cái này là bánh dâu tây. Bánh kem đó không bao giờ ăn hết, mình nhiều khi để lâu cái là nó tan hết. Còn cái này thì không tan, nhưng mà nó cũng thèm ăn đâu các bạn. Nó chỉ thích cái hình thôi, với lại hôm qua bình thường á, mẹ sinh nhật mẹ không bao giờ mua quà. Mua quà cho hai đứa đó. Mẹ dẫn hai đứa đi chơi hoặc là tự cho hai đứa lựa luôn. Cho hai đứa lựa luôn quà là hai đứa muốn mua gì là mẹ mua cho cái đó vậy đó. Nhưng mà lần này thì mẹ không cho nó tự lựa, mà mẹ mua quà đem về nhà. Nên khi mà nó tới nhà đó, nó thấy quà cái là nó không thèm bánh luôn, không thèm sinh nhật, không thèm gì luôn. Nó chỉ thèm mua mở quà thôi. Vậy đó. Chứ bình thường mẹ không bao giờ mua quà. Mua mua quà, tại cho hai đứa tự lựa luôn. Thì hai đứa lựa xong rồi đem về nhà cái xong hết là xong rồi. Nhưng kiểu xong rồi đó, còn cái này là nó chưa thấy á. Khi mà nó thấy trời ơi, nó mừng. Nó mừng là nó không cần cái khác nữa, nó chỉ cần mấy cái quà thôi. Hồi trước bình thường là mình hay làm birthday đó, birthday party, mời bạn bè. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại thì mời bạn bè nó đâu có gì vui đâu. Nó tại vì đa số mình mời là mời bạn của Mary hoặc là bạn của chồng của mình, hoặc là nói chung là bạn bè, bạn người lớn thôi, toàn đi nhậu thôi. Đi qua đây rồi ngồi hát karaoke, nhậu này nọ thôi. Chứ ít khi nào mà nói chung là không có thời gian cho nó luôn. Nhiều khi lo ăn nhậu này nọ, nói chuyện với người lớn thôi. Nhiều khi cứ có đợt còn cùng quên thổi bánh kem nữa cơ mà. Quên thổi bánh kem tại ồn ào đông người á, ồn ào hát karaoke này nọ. Không làm nữa. Thứ hai là cứ mỗi lần người qua đây đó, người qua sinh nhật đó, người nào cũng cho tiền hết. Sáng ai cũng cho tiền hết nên Mary không thích làm. Không thích là tại vì tự nhiên có cảm giác như mình làm để xin tiền người khác giống kiểu vậy đó, nên Mary không làm là vậy. Một khi Mary làm là Mary chỉ thích là người khác qua chơi nè, qua chơi vui vẻ với nó này nọ thôi, chứ Mary không muốn người khác cho tiền đâu. Mary nói thiệt. Nhưng mà đa số là nhiều á, là toàn là lính của chồng của Mary đó. Là chồng Mary kêu, hay kêu lính là tại cấp dưới của anh đó. Cấp dưới của anh cả đi làm á, thì đa số là họ cũng mỗi lần sinh nhật này nọ là tất nhiên là kiểu như là con của sếp mà, đúng không? Con của sếp nên họ lúc nào cũng là muốn cho tiền, chứ không cho tiền họ cũng không thoải mái, đúng không? Mà Mary thì lại không thích vậy. Không thích người khác cho tiền, có cảm giác như nhiều khi người khác nghĩ, nhiều khi người khác nghĩ là mình làm tiệc, mở tiệc để mà xin tiền rồi sao. Tự nhiên cái Mary nghĩ vậy. Thật sự Mary cũng không biết người khác nghĩ sao, nhưng mà tự nhiên Mary lại tự nghĩ vậy đó. Tại vì mỗi lần mà làm á, mời 5-6 người cũng mỗi người cũng 150 các bạn. 150. Nhất là giống như gần như là mấy tụi lính của chồng mấy bì đó, thì chắc cũng muốn lấy lòng sếp chút xíu. Cho 100 này nè, cho 170, 50, nói chung ít nhất cũng là 50 rồi. 100, 50, 100 vậy đó. Nên tính ra mời 8 người thì cũng 500-600 tiền rồi các bạn. Nên mới không thích làm. Nhưng mà cũng có thể lâu lâu mới đi làm. Lâu lâu, tại vì nhiều khi chồng Mary kêu lâu lâu. Mary cũng không biết chính xác là mấy năm, nhưng mà chồng Mary kêu là khoảng mấy năm gì đó là phải là xong rồi cúng này nữa. Cúng thì cũng là người trong gia đình thôi, nhưng mà người trong gia đình họ cũng cho tiền luôn. Nhưng mà Mary không biết làm đồ ăn của bạn dở.
mình không biết làm đồ ăn nên mỗi lần mà có tiệc là mình toàn đặt ở ngoài thôi. Đặt đồ ăn ở ngoài người ta làm, người ta làm sẵn hết đồ ăn, mấy cái đồ ăn cơm này nọ, nói chung là cái gì mình cũng đặt hết. Mình làm ít lắm, nhiều khi mình chỉ chiên gà hoặc là chiên cái gì đó một hai món thôi, chứ mình không muốn cứ sinh nhật xong rồi cái ngày vui của nó mà mình có trong bếp hoài, mình không thích vậy nên mình đặt hết. Nhưng mà làm tiệc sinh nhật là mình đặt đồ ăn nhiều, đồ ăn là mình đặt hết nên tính ra đó tiền người khác cho đó cũng không có dư đâu các bạn đó. Mình nói thiệt, không có dư là tính tính tiền mà mình đặt bánh đặt đồ cho đồ ăn này nọ đó, nó không có dư đâu. Nó chỉ cũng khoảng khoảng đó, cỡ cỡ đó, nhiều khi nó chỉ hơn 100-200 vậy thôi. Nó cũng nhiều người đi nhưng mà tại vì tiền mình đặt ở ngoài người ta làm á thì tất nhiên là mắc rồi nên không có lời đâu. Nếu các bạn nghĩ lời không có lời đâu, tại vì nếu như đồ ăn mình tự làm thì có thể là cái tiền người ta cho nhiều hơn tiền của mình chi ra để mà mình làm đồ ăn. Không nên thì không, mình không không biết làm đồ ăn. Thứ hai nữa là mình không thích dành thời gian cái bữa đó đi vô trong bếp vậy đó, mình không thích vậy. Mình muốn cái bữa sinh nhật là mình phải chơi với con, nói chung là mình có thể làm nhưng mà làm một hai món trước khi người khác qua đó. Khi mà người khác qua rồi mình không thích trong bếp nữa, khách qua rồi mình muốn ngồi nói chuyện với khách này nọ, chứ mình không thích khách qua xong rồi mình cứ lủi thủi trong bếp đi làm này nọ, không thích vậy. Nên nếu như mình làm á thì mình sẽ chiên chiên là chiên khoảng mình mời khách 6 giờ đó, khoảng 4-5 giờ mình chiên, 4-5 giờ chiên chiên là cũng là tiếng mấy 2 tiếng các bạn, chiên thịt gà đó, là chiên cho nó nóng nóng xíu rồi đó. Chứ mình mà chiên từ sáng sớm á nó cũng không ngon, hoặc làm cái gì sớm á nó cũng không ngon. Ok ok con lấy đi. Hai đứa này nè, được cái là cái gì cũng hỏi các bạn, không có bao giờ tự lấy đâu, tự làm đâu, cái cũng hỏi ý kiến mình cho họ mới, nó mới lấy. Nhất là tham mì, tham mì thậm chí đi quá sung nó cũng hỏi nó hỏi đấy. Nhiều khi mình cũng nghĩ trời ơi, nếu người khác không cho rồi sao ta, mình cũng nghĩ vậy đó. Tại vì nó đi quá sung nó cũng hỏi mẹ con đi quá sung được không, nó hỏi vậy đó. Nói chung là tham mì là cái gì cũng hỏi, nó sợ bị la đó. Cái nào mà mình gật đầu hoặc mình nói ok thì nó mới làm, còn mình mà không trả lời là nó cứ hỏi tới hoặc là nó cứ ngồi đó không dám làm. Đi quá sung cũng vậy nó mới hỏi mẹ con muốn đi quá sung được không, mà mình đang bận hoặc là mình không trả lời đó, nó cứ ngồi đó đứng đó xong một hồi nó hỏi tiếp vậy thôi. Mình không cho không chưa có cho đi là nó không đi đó, nó tự đi, không phải mình giúp đâu, không phải là mình làm gì kiểu như nít đâu, mình cũng nít mình còn phải xì cho nó này nọ, nó không đâu, không cần đâu, nó tự làm hết. Nhưng mà có cái gì cũng xin phép, lại sợ bị la đó nên mình cũng nói là trời đi quá sum không ai la hết á, đi quá sum không cần hỏi cứ đi đi, nhưng mà nó quen rồi cái gì cũng phải hỏi. Cái bàn này, cái bàn hôm qua sinh nhật mình chưa lấy ra. Hôm qua sinh nhật xong là tắm rửa hai đứa đi ngủ hết. Còn đồ tính ra hôm qua đồ mới không có làm đồ ăn, mới chỉ thổi bánh thôi hôm qua. Tại vì hôm bữa mình cũng đi ăn buffet đó, ăn King Crab đó. Nhưng mà ít lắm, không có ngon, mặn. Nên hôm qua chỉ thổi bánh thôi. Xong rồi mấy cái chén này toàn cái chén này nè. Chén này với toàn là mấy cái nghĩ mũ ăn xong là dục hết thôi, không cần rửa lại. Nên mấy cái tiệc sinh nhật này nọ mình cũng vậy, ăn bằng dĩa này hết, không có ăn bằng dĩa thiệt. Không phải trợ người khác làm bể mà làm biếng rửa, không muốn rửa. Ăn cái này xong, ăn xong là dục thôi, nhất là đông người đó rửa không kịp đó. Ok thôi các bạn, bye các bạn nhé.